vậy? Mụn hả? Bạn rửa mặt có đúng cách không? Chà, đã có Biore ngừa mụn rồi mà. Nè, dùng Biore ngừa mụn xem. Sữa rửa mặt Biore ngăn ngừa và trị mụn với 3 tác dụng: bảo vệ da khỏi vi khuẩn, làm giảm sưng tấy và giúp da sạch mịn màng. Ê, vẫn còn mụn hả? Nhờ Biore ngừa mụn đó. Đố mụn dám trở lại nha. Sữa rửa mặt ngăn ngừa và trị mụn. Biore.